Con chào cô chú chưa? Dạ, cô chú đi. Ăn này. Con ăn này hả? Nó nói cô chú ơi con ăn này. Ơ hả nha nha nha. Này nè con. Ăn ăn này là gì? Con trái này trái gì? Trái này. Trái vải. Trái vải. Đúng rồi, trái này. Không ăn này. Không ăn đúng rồi, ăn này không ăn này là ý nó nói là ăn ăn không ăn cái hột quá. Đúng rồi, cái hột mình phải nhả ra nha con. Rồi, trời ơi mà giải á, cái kiểu giải này không biết nhặt từ đâu mà còn non á. Nên nó cũng không có được tròn, không có được ngọt như là giải ấy nữa. Ngon không? Con nói trái vải. Trái vải. Đúng rồi. Mẹ lột ra cho chay. Không ăn này. Đúng rồi, không ăn này là không không ăn không ăn này ha. Ừ, ăn này hai miếng này mày cho. Ôi ôi giỏi quá. Ngon con? Nữa hả? Thôi ơi ăn không kịp luôn á. Bởi mày thấy mày biết chay thích ăn nên là mẹ mua về đó. Mà phải chia trái vải nó bự bự một chút cho nó ngon. Mẹ. Làm sao con? Cho mẹ uống. Ừ. Có phun. Hả? Đừng có dán cái tà lên. Cất cái tà xuống. Ừ. Ừ, ăn, ăn cho cô chú coi nha. Nữa không? Nữa không? Mẹ lột nữa nha. Thôi để cho mẹ ăn trái đi. Lâu quá mẹ cũng không ăn giải nữa. Con biết giải tiếng Anh gọi là gì không chay? Giải tiếng Anh gọi là lychee. Thấy không? Chua má ơi luôn á. Chua lắm. Chua lắm đúng rồi. Nhon quá. Nhon quá hả con? Dễ nha, kêu ăn chua. Trái này trái gì? Trái này. Là trái gì? Trái nào? Trái vải. Trái vải. Ăn cái đấy không ăn nè. Đúng rồi, không ăn này dục xuống con. Rồi, con ăn này đi. Nửa cầm. Từ làm đi, từ cầm đi. Con nói trái này trái gì? Trái vải. Ăn. Con nói trái vải đi con. Ăn mẹ ơi. À, mẹ ăn cái này hả? Mẹ ăn nha. Mày kiếm cho chay trái bự cho đỡ chua. Món bự. Hả? Rồi con tự ăn đi. Không có được ăn hộp nha chưa. Rồi vậy con mẹ ăn này nha. Không ăn này. Đúng rồi, không ăn này con cạp vòng vòng á. Con cạp vòng vòng cái hộp đó đó, đúng rồi. Giỏi quá. Nữa mẹ ơi. Nữa, đây mẹ lột cho. Thôi để mẹ lột cho chứ con không biết ăn rồi. Mẹ giàu không quá. Giàu ghê. Nãy giờ ăn được hả? Uống mầm trái rồi. Thế bà, sao chả? Chua hả? Chua. Nữa không? Mẹ màu red. Màu red nè. Đây nè, màu này màu red nè. Màu red khác. Không, cái này nè, cái trái này bự nè, cái trái này bự ngọt nè. Nó mẹ. Thấy chưa? Ngọt không? Không ăn này. Sao không ăn này? Đúng rồi, không ăn hột. Đúng rồi, mày dục hột. Đúng rồi, mày dục hột nha. Rồi. Bỏ ở đây đi chứ, bỏ ở kia cho tao thui tao mù không biết. Nè, cầm lên. Không có bỏ ngậm tay vô miệng. Ăn đàng hoàng chứ không có ngậm. Vậy ăn nữa không? Không ăn nữa hả? Nhảy xuống. Nhảy xuống sao? Nước mẹ wasabi. Mày tự ăn đi. Không, nước mẹ không bả. Mẹ ăn sao? Mẹ ăn dạ. Mẹ mở con hả? Dạ. Con nói sao? Mẹ phi. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ phi. Mở giùm con. Mở giùm con. Ai ở? Ai ở? Chơi ở. Chơi ở làm sao? Chơi ở vậy hả? Rồi, bây giờ con đàn đi. Mẹ chạy. À, mẹ chạy hả? Ừ, mẹ chạy đi. Mẹ quay cho cô chú coi cho chị đàn. Chạy. Ừ, mẹ chạy. Rồi, hát đi. Về hát bài gì? Đúng rồi. À không được lắc đầu hả? Không được gật đầu. Ok con Tư. Không mẹ. Ủa mẹ, cái này là mẹ phiêu theo nhạc. Con hát mẹ gật gù theo là mẹ phiêu theo nhạc. Apple, diamond.
Rồi hát bài kì con bướm vàng. Ô xì tạ. À không hát theo, không hát theo. Ok ok. Ủa quay mặt gì sao? Cái gì vậy? Thôi đừng có, đừng có gỡ ra nghe, gỡ ra ba la đó. Lẹ lên, đừng có gỡ. Rồi hát cho lớp kỳ nghe coi, hát cho lớp kỳ nghe coi. Hát cho lớp kỳ. Sao cái đàn màu gì á? Cái đàn màu white hả? Rồi bây giờ chay hát bài head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. À không hát, không hát. Eyes and mouth and sao? Miệng đúng rồi. Không, bây giờ biết hát, biết hát bài gì không? Hát bài kìa con bướm vàng. Hát kìa con bướm vàng đi con. Không, kìa con bướm vàng nè. Không, kìa con bướm vàng nữa. Hát bài gì? Hát bài knees and toes. Ok, head, shoulder, knees and toes. Ok. Head, shoulder, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Cuốn này nào. Bây giờ đang hát mà đem nó ra làm chi? Rồi. Do re mi fa son la si do. Màu gì? Màu yellow. Màu red. Đúng rồi. Màu gì? Màu purple. Màu white. Màu yellow. Màu yellow. Màu blue. Màu purple. Màu blue. Màu blue. Màu red. Còn màu này màu gì? Không, mẹ không chỉ. À, mẹ không chỉ. Gì á? Màu gì á? Màu orange. Bị gì? Bị đau bụng hả? Không. Bị đau bụng hả? Sao sao đau bụng kỳ vậy? Hả? À nãy ăn no quá đau bụng quá hả? Con ngồi con đàn ha, con hát một chút là hết liền à. Ngồi xuống đàn đi hết liền à. Cái con nè, cái con Mickey Mouse nó kêu mũi. Đây nè, bây giờ chay kể cho cô chú nghe cái chuyện. Chay kể nha cô chú nghe cái chuyện con ghê ghê coi. Thôi, à bây giờ gọi điện thoại cho Mickey Mouse. Đúng rồi, ngồi xuống gọi điện thoại cho Mickey Mouse. Từ từ, lại đây ngồi nè. Rồi, để xuống, rồi gọi điện thoại cho Mickey Mouse nha. Gọi điện thoại cho Mickey Mouse sao? Hỏi cô chú thấy con mặc cái đầm mẹ con mới mua đẹp không? Ủa? Nó nghe nè, mua phẹt đâu rồi? À con nè, rồi kiếm ra hai chiếc bông còn không? Bông còn. Mẹ còn không? Nhìn coi mẹ còn không? Mẹ lá gì? Mẹ còn không? Bông còn, bông còn, đúng rồi. Bên này bông cũng còn luôn. Ờ, đó, bà đứng bà nhìn cái tướng mà bà ẹo vô cái kiến là thấy là bà biết bà rồi đó. Ủa rồi giờ không hát nữa hả? À, nó nghe nè, nó bà ngoại nghe coi hôm qua mẹ mua trái gì cho chay ăn ta? Trái vải. Ăn vải ngon không chay con? Ăn vải ngon không?
Ăn vải là mình phải bỏ gì? Ăn vải là mình phải bỏ hột. Màu đó màu gì á? Có mấy cái con đếm cho mẹ coi có mấy cái. Màu blue. Rồi, màu blue, màu gì nữa? Màu orange. Màu con gì á? Màu green. Màu green. Mấy con gì á? Màu yellow. Màu red. Màu này. It's the dark red. Màu đỏ đậm. Purple. Không, màu đó sao mà purple được. Purple mà. Mẹ con gì á? À, màu màu yellow. Màu yellow, màu kia. Mà chị nói cho cô chú nghe coi ba đi làm để làm gì? Ba đi sửa đồ chơi. Mẹ. Mẹ sửa đồ chơi. Mẹ mua đồ chơi, đúng không? Mẹ chơi chơi. Mà chị tên gì? Em chơi chơi cho mẹ ơi. Đúng rồi, mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Mẹ tên là Dwayne. Ok. Ok. Okay. Chơi đủ thứ trò hết. Bây giờ con nãy giờ chưa có gọi điện thoại cho Mickey Mouse kìa. Gọi điện thoại cho Mickey Mouse nói là ba tôi đi làm rồi. Nói đi. Nói đi, nói daddy's at work. Bất đi giờ rồi. Hả? Bất đi giờ rồi. Ba đi làm gì chưa? Ba chưa chị làm. Rồi con mở lên Twinkle Twinkle Little Star đi. Mẹ con chim. Đúng rồi, con chim. The zebra played the piano all night. The zebra played the piano all night. The zebra. The itsy bitsy spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider climbed up the spout again. Hay quá. Cái đó là cái Miro đó con. Đúng rồi. Ờ, Miro đó đúng rồi. Mẹ ơi. Con này là con zebra. Đúng rồi, zebra. Ủa zebra đâu có sân môi đâu. Mix nhạc ghê thật. Ba black sheep, have you any wool? Yes sir, yes ma'am, three bags full. Nice job. Come on. Home, home with my family, where we all get together and play. Where seldom is heard a discouraging word. Mẹ ơi. Con nào? Cái đó là cái loa đó con, cái loa. Good work. Cái đó là cái đó gì ta? Mẹ. Cái đó mẹ cũng không biết nữa. Mẹ không biết, mẹ ơi không biết. Không biết hả? Con không biết hả? Mẹ Twinkle Little Star. Đúng rồi, Twinkle Little Star. Now it's your turn. Come on, 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 and come on. Now it's your turn. Mẹ con kia mẹ ơi. Mẹ con kia mẹ ơi.
Làm sao? Thì không chịu nổi luôn á.